đất cần dục để xin kính chào toàn thể quý anh chị có mặt trên kênh youtube của ngọc tâm nha cũng như toàn thể quý anh chị có mặt trên facebook và zalo thì hiện tại là tâm đang có mặt tại cái vị trí là đường dh 20 nha quý anh chị thuộc ấp lộc tiền xã mỹ lộc huyện cần dục tỉnh long an ha thì cái phía trước mặt của quý anh chị là mình thẳng ra đường tỉnh lộ 85 a luôn thì vào độ tầm khoảng 500 m thôi ha và khi mình ra được đường tỉnh lộ 85 a rồi á mình rẽ trái á thì mình về à, à, ngã tư sà đôi tỉnh lộ 826 ha à, còn mình rẽ phải á, thì mình ra trung tâm hành chính của huyện cần dục á, thì vào độ tầm khoảng hai km thôi đó và cái phía ngược lại này quý anh chị cái phía ngược lại theo cái tuyến đường DH20 này mình à, thẳng luôn à, tầm khoảng à, 3 đến 3,5 km nữa thôi là mình đi tới à, đường DH19 ha và khi mình ra đường DH19 rồi à, mình rẽ trái thì mình về chợ trạm nè à, thủ bộ rồi à, cảng quốc tế Long An còn khi mà mình rẽ phải thì mình về chợ kiến chợ đào về gần nước ha thì vào độ tầm khoảng à, à 6 đến 7 km tùy khu vực mà quý anh chị đang sinh sống luôn đó từ thì từ cái vị trí này mà mình đi ra trung tâm hành chính của xã Mỹ Lộc thì vào độ tầm khoảng 1 km thôi. Đó, còn ra trung tâm huyện thì tầm khoảng 2 đến 2,5 km nha. Rồi, hôm nay tâm đứng tại cái vị trí này để tâm giới thiệu cho quý anh chị là một sản phẩm đất thổ sổ riêng với tổng diện tích trên sổ là 145 m ha, đất thổ sổ riêng nha. Và cái diện tích sử dụng đất mình còn là 90 m vuông. Đó, và nó nằm đặc biệt một điều là nó nằm lô 2 của đường DH20 này, đó thì mình đi từ từ cái vị trí đường đi 20 này mình có thể mình đi bộ vào cũng được ha cách tầm khoảng 50 mét thôi và với cái diện tích thực tế á, là ngang 5m rưỡi dài 15 và nở hậu là 6m rưỡi nha quý chị đó thì nó nằm luôn hai của đường đi 20 này rất là ừ. gần luôn ha và tâm được chủ gửi bán với giá là 600 triệu ha 600 triệu còn bất lọc nha quý chị thì với cái giá này thì vào độ tầm khoảng chừng à, à 6 triệu rưỡi một mét thôi rất là rất là rẻ và cũng rất là gần cho dành cho những anh em đầu tư hoặc là những hộ uh, 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 gia đình lao động mình mua mình xây nhà ở rất là ok ha. Đó thì cái hiện trạng là cái đường uh, từ ngoài đi H20 vào đất mình đó uh, là đường uh, xe ba gắt lôi được nha quý anh chị. Đó, ở đây cũng có nhà hiện hữu nè. Đó, đường đường bê tông. Và phía trên đây uh, là những căn nhà này là nó nằm mặt tiền của đường uh, uh, H20 luôn. Và cái uh, clip này á à, trước cái clip á, tâm có ba cái phần like cam để à, điều hướng và cho quý anh chị mình nhìn à, xem đất của mình từ trên cao thì quý anh chị xem nhớ ủng hộ giúp tâm ha. Đây, đây là cái vị trí đất của mình đây. Thì hiện trạng cái khu vực à, trước đất của mình á là đường bê tông 2 mét ha đó và đây là hiện trạng khu vực đất của tao muốn giới thiệu với quý anh chị. thì à, hồi qua Tâm có nhờ chủ về để mà cắt cỏ sạch sẽ để mình quay à, clip cho quý anh chị mình dễ hình dung hơn về cái thửa đất của mình ha. rồi trước khi vào để giới thiệu chi tiết hơn về cái thửa đất này, tâm sẽ quay xung quanh cho quý anh chị xem là khu vực mình à, dân cư và nó đường gần đường như thế nào nha. thì từ ngoài đường ngoải vào đây vào đất của mình á, thì vào độ tầm khoảng 50m thôi. thì kế bên cái khu vực đất của mình cũng có mỗi căn nhà, bên đây thì cũng có nhà. Nói chung là đất mình nằm ở trọn giữa những cái căn nhà ở đây ha thì ở khu vực à, bên cái giải bên đây phía bên đây thì gồm có 3 lô nha quý anh chị 3 lô 1 2 3 và cái lô mình là lô thứ ba và cái lô mình là cái phần còn lại của cái phần đất này ha cho nên là khi mà cái diện tích tổng là 145 mét nhưng mà diện tích sử dụng chỉ còn 90 mét thôi vì là cái à, à, phần đất của mình nó là nó ôm luôn cái con đường từ đây ra ngoài đây luôn nha quý anh chị đó cái này là tao nói thêm luôn ha cái phần trên sổ của mình đó là nó ôm cái phần đất mà từ ở cái vị trí đường này ra ngoài à, khúc trên đó luôn ha đó cho nên là mới có diện tích là 145 m và diện tích sử dụng của mình còn lại là 90 mét vuông thì với cái giá là 600 triệu cho 90 mét vuông thì tâm cảm thấy là cái khu vực đất này nó rất là ok không anh chị ha à, cho mình về mình mua mình đầu tư mình bán lại hoặc là mình xây nhà ở cho những người khó khăn cũng rất là ok còn xung quanh đây thì nhà này là nhà mặt tiền đường DH20 không ha đó rồi bây giờ Tâm sẽ đi sâu vào để Tâm biết chi tiết hơn về cái thửa đất này cho quý anh chị mình xem Thì à, tổng diện tích của khu vực đất này thì à, là 145m trên sổ Và diện tích sử dụng thực tế ở ngoài đây là 90m nha quý anh chị Và với cái diện tích thực tế là ngăn 5 m rưỡi tính từ vị trí cục đôi này Đó qua tới cái vị trí à, à, nhà bên đây luôn đó là năm mét rưỡi ha và chạy dài xuống tới cái miếng ao cái con ao dưới luôn thì cái con ao này nó không có dính gì cái phần đất của mình ha ao này là bên đất người ta đó mình thì tuốt dưới mấy cây dừa này luôn đó là dài là 15 mét nha quý chị và cái hậu của mình là từ tính từ cây dừa bên đây qua tới cái vị trí hàng rào bên đây luôn á là là, mét rưỡi ha đó là 6 mét rưỡi 90 mét vuông và cái hướng đất của mình là hướng đông bắc và cái địa chỉ đất mình đây là ấp lộc tiền xã mỹ lộc huyện cần duộc tỉnh long an nha quý chị đó và tâm được chủ gửi bán với cái giá là 600 triệu thôi còn bất lộc nữa thì với cái giá 600 triệu bất lộc này thì chủ đầu tư chủ đất sẽ lo mọi chi phí chuyển nhượng sang tên cho quý anh chị mình hết luôn ha. Cho nên là quý anh chị cứ an tâm về cái phần mà công chứng ha. Rất là ok. Thì bán kính ở cái vị trí đất này bán kính tầm khoảng 500 m thôi thì gồm có chợ nè, trường học nè, trung tâm xã nè, vân vân, rất là nhiều tiện ích để quý anh chị về đây mình tham khảo mình đầu tư nha. Còn à, à, từ cái vị trí đất này mà về Sài Gòn á, Thì vào độ tầm khoảng 14 đến 15 km Tùy cái khu vực mà quý anh chị đang sinh sống nha Rất là ok, rất là đẹp luôn Thì đất mình hiện trạng nó được sang lấp nó cao ráo luôn nè Và cái đoạn đường trước đất của mình Là đường bê tông 2m ha Đó đường bê tông 2m Còn ở khúc này thì nó hơi hẹp lại tầm khoảng 1m6 đến 1m8 ha Đó đi ra ngoài đường DH20 luôn Từ vị trí đất này ra đường đĩa 20 thì vào độ tầm khoảng 50m thôi Nó rất là gần quý anh chị Và cái giải nhà này nè đó là nằm mặt tiền được DH20 hết luôn Quá ok Thì với cái diện tích đất như thế này Thì quý anh chị nên làm gì Với diện tích đất như thế này thì quý anh chị có thể là mình về mình xây một căn nhà nhỏ ha Rồi mình cho thuê hoặc mình ở cũng rất là ok Tại vì khu vực này á Có rất là nhiều công ty mọc lên Và đã và đang phát triển ha Cho nên là mình mình xây nhà lên rồi mình cho mướn lại thì cũng rất là hợp lý trong cái thời điểm này Hoặc là những cái gia đình nào mà lao động Làm công nhân với cái giá tiền tầm khoảng 500 mấy 600 trăm triệu thì quý anh chị về mình mua mình bỏ thêm tầm khoảng 200 triệu nữa mình xây nhà tiền chế hay gì đó thì mình ở cũng rất là ok nha quý anh chị quá đẹp cho một sản phẩm như thế này thì ở bên đây cũng còn một cái giải lô nếu đâu qua đây ha thì diện tích cũng như nhau cũng diện tích cũng là ngang năm và dài mười ha chỉ có cái lô mình là có được diện tích khủng là do là cái phần còn lại thì diện tích là ngang năm mét rưỡi dài 15 m à, 15 m và nó hậu là sáu m rưỡi nha quý anh chị đó thì cái đoạn đường vào đất của mình nè nó rất là gần ở ngoài đường lớn luôn chỉ một sẹt thôi đó quẹo vào một sẹt và một sẹt vào đất mình nữa là hai sẹt ha đây đó, thì ở khu vực này thì à, à, ở bên cạnh đây cũng có một cái căn nhà đã và đang có người dân ở đây luôn ha cho nên là khi mà mình mọc được một căn nhà đây nữa thì cũng rất là hợp lý ha đó quá wow, ok rồi bây giờ tâm xin nhắc lại về cái diện tích về cái giá một lần nữa cho quý anh chị mình nghe nha thì à, tổng diện tích của đất mà tâm muốn giới thiệu trên trên sổ á, là 145 mét ha và cái à, à, địa chỉ đất mình đây là ấp lộc tiên xã mỹ lộc huyện cần duộc tỉnh long an và với cái diện tích thực tế á, diện tích mình sử dụng được ngoài đây á, là 90 mét vuông nha quý anh chị và với diện tích thực tế là ngang 5 m 5 m rưỡi nha tính từ vị trí cọc đôi này qua tới vị trí sát mấy nhà này luôn là 5 m rưỡi và chạy dài xuống dưới là 15 m hậu là từ cái vị trí như bên đây qua tới vị trí cây dừa là 10 là xin lỗi là 6 mét rưỡi nha và hướng đất của mình là hướng Đông Bắc và tâm được chủ gửi bán với cái giá là 600 triệu còn bớt lọc ha Đó. 600 triệu cho một cái diện tích đất trên sổ là 145m và thực tế sử dụng là 90 mét vuông rất là ok rồi bây giờ tâm xin kết thúc clip tại đây ha quý vị chị xem video mà cảm thấy hay và hữu ích đó, nhớ like và đăng ký kênh giúp tâm chia sẻ một lượt nha còn quý chị xem mà cảm thấy thích cái thửa đất à, 145 mét vuông này à, với cái giá là 600 triệu này thì cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại tâm để góc trái màn hình và số điện thoại tâm là 0937629679 hoặc xem cái phần mô tả video tâm luôn ha còn bây giờ thì tâm xin chào và hẹn lại quý anh chị vào những video tiếp theo mang đến cho quý anh chị những sản phẩm mới với giá rẻ bất ngờ để quý anh chị tham khảo và đầu tư luôn còn bây giờ thì tâm xin chào và hẹn lại ạ à.